Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review bất động sản Connect House. Vừa rồi là một số đoạn flycam về dự án Q7 Bolipa. Đây là một dự án mới bàn giao nhà của tập đoàn Hưng Thịnh nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, kế bên khu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Và hôm nay mình sẽ đi vào trong cái khu nội khu, mình quay lại cho các bạn một số video nha. Ở bên này là cái khu vui chơi trẻ em này. Kế bên khu vui chơi trẻ em là những cái nơi mà để gắn những cái máy thể dục này. Máy thể dục cơ bản này có thể dành cho những cái người già hoặc chính là những cái người trẻ, chúng ta có thể xuống chúng ta tập thể dục buổi chiều. Đúng là cái lợi thế khi ở chung cư là vậy các bạn. Chúng ta có một chỗ để tập thể dục, để đi dạo này, để cho các con trẻ buổi tối có thể xuống chơi, mà nó rất là an toàn nữa. Mà không khí ở trong này thì nó rất là trong lành, khu dân cư cũng văn minh, lại có thêm hồ bơi cho chúng ta xuống chúng ta hưởng thụ vào buổi tối. Rồi những cái đường dạo này thì tối tối chúng ta có thể xuống đi dạo nè, rồi đi lên đây bơi, ngắm cảnh, hoặc là xuống đây hóng mát cũng được nữa. Rồi chúng ta đi lên hồ bơi thử nha các bạn. Đây, đi qua hướng này, bên kia là những căn shop house, chúng ta nhìn ra khu nội bộ này. Đây, đi lên những cái bậc này là chúng ta lên hồ bơi đây. Ở trong này chúng ta có những căn shop house nhìn ra hồ bơi và những căn shop house nhìn ra hướng nước ngoài. Và mỗi căn shop house ở trong này thì giá từ 9 tỷ trên một căn. Còn mỗi căn một phòng ngủ ở trong này thì giá khoảng từ 2 tỷ 3. Còn căn hai phòng ngủ thì dao động từ khoảng 2 tỷ 9 tới 3 tỷ 1, 3 tỷ 2 đấy các bạn. Rồi các bạn cùng xem một số hình ảnh thực tế nha. Ở đây mình có một cái clip quay về cái căn Q7 Boulevard lúc mới nhận nhà. Vừa mình có nhờ anh khách hàng của mình quay, nhưng mà anh quên anh để đứng cái điện thoại quay nên là nó hơi khó nhìn trên cái trình duyệt YouTube nha các bạn. Thôi mình cứ chịu khó mình xem, hôm nào mình đi vào trong này mình sẽ quay lại cho các bạn coi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.